Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần làm rõ có hay không tiêu cực trong thu nộp bảo hiểm xã hội. Đây cũng là những vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong sáng nay. Rất là bức xúc trước tình trạng thu sai bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ về vấn đề này, hướng giải quyết trong thời gian tới là gì? Thời gian vừa qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội có thu sai một cái tỷ lệ không nhỏ cái chủ hộ kinh doanh cá thể. Đây không phải là đối tượng quy định đóng bảo hiểm bắt buộc. Tôi xin báo cáo như vậy. Và cái việc thu sai này thì diễn ra suốt từ năm 2003 cho đến năm 2016. Chúng tôi cũng đã phát hiện chuyện này và đã chấn chỉnh bảo hiểm xã hội. Về cơ bản thì đã được giải quyết. Đối với tôi, vấn đề này cũng như là các cử tri cho rằng vấn đề này đặt ra tại sao không đúng quy định của pháp luật mà vẫn thu bảo hiểm sai đối tượng. Với các cái đối tượng trong một thời gian dài, có đối tượng đã phải đóng trong gần khoảng 20 năm. Vấn đề đặt ra là có tiêu cực trong cái việc mà thu bảo hiểm xã hội hay không. Và Bộ trưởng cho biết trách nhiệm vấn đề này thuộc về cơ quan nào, hướng xử lý sai phạm trong thời gian tới, có lộ trình cụ thể là như thế nào để cho việc giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, các đối tượng này được giải quyết đi đến nơi đến chốn. Và cử tri cũng sẽ mong chờ câu trả lời của Bộ trưởng trong phiên họp hôm nay. Như vừa giờ thì 8 đoàn kiểm tra của Ban Kinh tế Trung ương, cho đồng chí Trần Tuấn Anh ấy, cùng với chúng tôi đi kiểm tra, thì có địa phương báo cáo lên là 62 trường hợp, nhưng kiểm tra thực tế chỉ còn 8 trường hợp. Như vậy đã giải quyết việc căn bản. Thế còn thứ hai đấy, có tiêu cực hay không tiêu cực, thì tôi xin báo cáo là việc phát hiện tiêu cực để vì trục lợi cái gì thì chưa phát hiện được, nhưng sai là có sai. Và việc xử lý như thế nào thì chắc chắn là chúng tôi cũng đã trao đổi với đồng chí Tổng Giám đốc Bảo hiểm rồi, chắc chắn phải xử lý, còn xử lý như thế nào thì theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như các quy định. Cũng trong phiên chất vấn sáng nay, nhiều đại biểu đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam khi xếp hạng kỹ năng và chỉ số chất lượng đào tạo lao động của Việt Nam thuộc nhóm cuối so với các nước ASEAN. Giải pháp nào để nâng cao chất lượng lao động Việt Nam để tiệm cận và ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới là những vấn đề được các đại biểu chất vấn tại hội trường sáng nay. Xếp hạng trụ cột kỹ năng và chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam cũng thuộc nhóm cuối của ASEAN. Vậy tôi xin hỏi Bộ trưởng, và đến bao giờ chất lượng nguồn nhân lực của nước ta mới tiến lên tiệm cận với các nước trong khu vực? Tôi xin gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Người Việt Nam rất thông minh và chịu khó, nhưng làm thế nào để năng suất lao động của người Việt Nam phát triển và thoát khỏi vùng chủng khu vực ASEAN và ngang bằng các nước trên thế giới? Năng suất lao động Việt Nam nó có nhiều cái yếu tố để thấp. Thứ nhất là chúng ta năng suất lao động, lực lượng lao động của chúng ta đang phân bố ở khu vực nông nghiệp rất cao. Làm ra sản phẩm là nhiều, nhưng mà giá trị thương mại thì là thấp. Đấy là việc thứ nhất. Thứ hai là gì? Lao động Việt Nam hiện nay, quy mô lao động Việt Nam rất lớn. Do đó, cũng một công việc ấy đáng lẽ là một người làm, nhưng mà chúng ta san sẻ có thể 2, 3, 4 người làm. Nên do đó tỷ lệ thất nghiệp không cao, nó ở chỗ này. Không báo cáo nào như vậy. Cái thứ ba nữa là gì? Theo tôi thì nếu mà nói là năng suất lao động Việt Nam hiện nay mà so với mặt bằng chung thì có thể thấp. Nhưng mà vì vậy thì thời gian tới thì theo tôi thì có 3 cái phải chú ý. Một là phải cơ cấu lại cái lực lượng lao động. Thứ hai là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, hạn chế sử dụng các cái ngành nghề, lĩnh vực thâm dụng lao động. Thì tôi theo tinh thần như vậy. Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong thời gian qua, đơn vị này đã yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như là Google, Facebook, TikTok chặn và gỡ bỏ nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng này. Cụ thể là từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, Facebook đã chặn gỡ bỏ hơn 399 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức, chiếm tỷ lệ 91%. Google đã gỡ hơn 1.900 video vi phạm trên YouTube, tỷ lệ 94%. Còn TikTok đã chặn gỡ bỏ 51 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực, chiếm tỷ lệ 98%.
Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cũng cho biết việc thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam vẫn đang được tiến hành. Những phát hiện ban đầu của đoàn kiểm tra cũng đã có thể cho thấy có cơ sở khẳng định những vi phạm của nền tảng TikTok. Kết luận kiểm tra TikTok dự kiến sẽ được công bố trong tháng 7. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này, 96.000 thí sinh cũng đã kết thúc bài thi đầu tiên môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Phóng viên Thu Hương đang có mặt tại điểm thi trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin tại buổi thi đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, như vậy là 120 phút cho bài thi đầu tiên là môn ngữ văn đã kết thúc. Và có thể thấy là những cái nụ cười của những học sinh bước ra đầu tiên tại điểm thi trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đề thi văn năm nay thì tập trung vào các cái chủ đề về đất nước và gia đình. Phần nghị luận xã hội thì cũng bàn về những cái tình cảm rất là gần gũi trong cuộc sống. Theo đánh giá thì là đề thi năm nay khá hay và độ mở cao, do đó nhiều thí sinh có thể làm được bài. Theo như ghi nhận đầu tiên của chúng tôi thì nhiều thí sinh tự tin là mình sẽ có thể đạt điểm khá trở lên. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra vào những ngày đầu tuần. Chính vì vậy mà ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã tranh thủ cho con đến các cái điểm thi để ăn sáng cũng như là kiểm tra lại các cái giấy tờ trước khi vào phòng thi. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh không thiếu chỗ học cho các trường ngoài công lập, tuy nhiên trong bối cảnh mà kinh tế gặp nhiều khó khăn thì việc học phí cũng là gánh nặng của nhiều gia đình. Chính vì thế mà những kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập hàng năm thì luôn có tính cạnh tranh rất là cao, đặc biệt là với những trường có truyền thống và có tỷ lệ chọi cao như là trường Nguyễn Thượng Hiền, trường Gia Định hay là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Thời tiết lúc này của thành phố Hồ Chí Minh thì khá là oi bức và trời cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa. Hy vọng rằng là chiều nay thì sẽ không xuất hiện những cơn mưa đột ngột để giúp cho thí sinh và phụ huynh có thể di chuyển đến điểm thi cũng như là trở về nhà an toàn. Hôm nay ngày 6 tháng 6, 15.500 thí sinh tại Đà Nẵng bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Buổi sáng đầu tiên của kỳ thi diễn ra với thời tiết vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Thành phố Đà Nẵng bố trí 33 điểm thi, huy động hơn 2.000 cán bộ giáo viên tham gia ban tổ của hội đồng thi. Trong đó cán bộ coi thi là hơn 1.500 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đáng chú ý, trước đó lo ngại thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến thí sinh, các điểm thi đều được lưu ý phải đảm bảo thông thoáng, chuẩn bị tốt điều kiện ánh sáng, quạt mát, nước uống, khu vực vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi. Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo đảm quy chế thi. Chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục với môn ngoại ngữ. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa nhận được, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi tại thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Lụi được biết đến là một ông trùm trong giới giang hồ tại Bình Thuận, bị bắt với nghi vấn hoạt động bao chiếm đất mang tính côn đồ diễn ra suốt nhiều năm qua tại địa phương này. Trước đó vào chiều ngày 3 tháng 6, khi lực lượng trinh sát của C02 và Công an tỉnh Bình Thuận ập vào căn biệt thự của ông trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo, 60 tuổi, ven sông Bến Lội, thành phố Phan Thiết, nhưng đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát. Suốt 2 ngày tăng cường lực lượng lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát của lực lượng Bộ Công an C02 và PC02 Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ 45 phút chiều ngày hôm qua. Ngay trong đêm, đối tượng Thảo Lụi được di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra. Được biết, nhiều đối tượng được cho là đàn em tay chân của ông trùm giang hồ này cũng đã bị lực lượng Công an tạm giữ để điều tra. Liên quan đến đối tượng này, VTC cũng nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân. Tố cáo thì người ta cung cấp các giấy tờ đó.